Hiện tại gia đình rồng nhỏ Kim Tô Long đã có mặt tại chùa Ông Độ Nằm nha mọi người. Tối nay anh rồng nhỏ Kim Tử Long và đoàn cải lương sẽ hát ở chùa này nha, chùa Ông Độ Nằm nha mọi người. Kim Tử Long của chúng ta đã tới Phú Tân, An Giang rồi nha mọi người. Khán giả ở đây đón chờ rất là đông nha. Đợi khóa xe rồi Hoàng vợ vào trong nha mọi người ơi. Đây nè, đó nè. Đây anh chị mời một cái giải cuối cùng nha. Rất là đông nha mọi người. Xô đi ra. Rồi mọi người chỗ. Quá trời hoành tráng. Đây, nấu ơi, đồng đồng ơi, tranh thủ ta nè. Đây, cô chính thần hương. Thanh nha Thanh. Lẹ lắm em ơi. Đây. Đây, bây giờ nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã có mặt sân khấu rồi. Các chị đừng lo sợ gì nữa cả. Một hai dòng lời nữa chúng ta sẽ gặp nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long được dùng máy truyền hình nha. Hồi nãy bán ghé tôi có nhiều của bác nói gì nè. Lý Ngọc ơi, nói là có Kim Tiểu Long vậy chứ có không? Dạ, mấy là các chị đến đoàn em chơi biết rồi. Rất nhiều nghệ sĩ nào phải có nghệ sĩ đó về phục vụ các chị mình. Nếu không có là chúng em phải thông báo trước cho các bác cho các chị được biết nha. Chúc sinh chúc một mà đậu đền. Em xin em đứng một mình cũng sinh. 29 Bước đi ra tháng lại dòng sau. 46
rồi sao? Hai gì ra? Hai gì đó? Hai gì đó? Còn hai gì ra? Tiếng đàn ta lưu 24 24 24 bắt đầu nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long phụ dù các chị mình nha. Ai nghệ sĩ hát theo là chúng ta bắt con chúng thưởng các chị mình ai có nhé khi à khi phải là bắt con chúng thưởng bỏ tay cho thùng cho các chị rồi bỏ cho thùng cho nhau nha. Rồi lễ lên lễ lên rồi lễ chót lễ chót rồi lễ chót rồi. Qua anh quá nước kìa, lên tay quá trời kìa. Hai cái gì giờ số? Số gì ra? Bốn gì ra? Bốn gì ra? Còn bốn gì ra? 46 46 số đầu tiên đặt vô 46 46 46 46 10 gì ra? Con đi chùa, đi mua xe 6 chỗ, đi Bạc Liêu, gặp anh Long, chụp ảnh mọi người. Hiện tại bây giờ là 11 giờ rưỡi tối nha, đi phà nhưng mà phà cái trễ, sợ trễ xô nha. Và vắng trễ chậm mọi người. Bài hát tên cổ, ba câu dụng cổ rất là nổi tiếng, bài hát được mang tên Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi.